Những điều nên biết khi tìm hiểu tài liệu ruồi lính đen. Rất nhiều các mô hình nuôi sinh vật ruồi có ích tại Việt Nam. Vùng đất được coi là bản địa của loài côn trùng hữu ích mang tên sâu canxi, tên gọi khác của ruồi lính đen. Nhiều tài liệu ruồi lính đen ghi nhận giá trị tích cực của chúng trong việc xử lý rác thải và làm thức ăn cho ngành chăn nuôi. Cùng với bột cá và đậu tương, bột côn trùng trở thành tâm điểm của các nghiên cứu dinh dưỡng về nguồn nguyên liệu thay thế thích hợp. Rất nhiều côn trùng đã được nghiên cứu, nhưng những tài liệu ruồi lính đen vẫn được ghi nhận là một trong những giải pháp khả thi nhất. 1. Ruồi lính đen là gì? Qua tìm hiểu tài liệu ruồi lính đen khoa học có liên quan, sinh vật này có tên là Hermetia illucens, tên tiếng Anh thường gọi là Black Soldier Fly thuộc bộ Diptera, cánh đồi. Loại côn trùng này có nguồn gốc Nam Mỹ, vùng đất bản địa của chúng là nhiệt đới và cận nhiệt đới. 2. Ruồi lính đen có đặc điểm gì? Theo tài liệu ruồi lính đen ghi nhận, sinh vật này có sẵn trong môi trường tự nhiên. Con trưởng thành có màu đen, dài 12-20mm, trông hình dạng dễ lẫn lộn với loài ong. Vòng đời của ruồi lính đen kéo dài khoảng hơn 1 tháng, bắt đầu từ trứng, ấu trùng, nhộng, cuối cùng lột xác thành ruồi lính đen. Ruồi lính đen được chọn lọc từ nhiều loài ruồi có ích để xử lý rác, là do chúng không vào nhà và là một trong những loài ruồi có lợi nhất. 3. Ruồi lính đen có tác dụng gì? Ruồi lính đen không hề ăn gì khi trưởng thành. Tất cả những việc chúng làm là giao phối, đẻ trứng và sau đó ấu trùng của chúng sẽ tiêu thụ thực phẩm. Vì vậy, chỉ cần một cơ sở nhỏ, nơi nhân giống ruồi, để chúng đẻ trứng, đó sẽ là cơ sở an toàn. Khi tìm hiểu tài liệu ruồi lính đen, số trứng đó sẽ tiếp tục lớn và phát triển. Khi ấu trùng ra đời, chúng ăn rác và sau đó bạn chỉ việc sử dụng loài sâu canxi này để làm thức ăn chăn nuôi. Nhử Yến, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.